Rồi, hai con đứng lên để ăn cơm đi. Chị Nhi đang lấy đá. Ôi trời, em đưa cho chị cất điện thoại đấy. Mọi người ơi, nhà có hai bạn nhỏ là mọi người không có lúc nào mà nó gọn gàng nữa mọi người. Cứ quét dọn gọn gàng cái lại bông ra để nghịch nha mọi người. Xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em, bạn bè đang xem kênh của em Vân nha. Mọi người ơi, hôm nay đã là mùng 7 Tết rồi nha. Vậy là Tết đã hết rồi đấy. Em còn chả giò trong tủ, hôm nay em chiên để em cuốn rau sống này, thịt ngâm mắm và giò thủ nha mọi người. Em mời mọi người cùng ăn cơm gia đình em nhá. Chào con, chào bà, con chuyên chị và các bạn, con mời mọi người cùng ăn. Dạ con, à, chào con, xin chào ông bà cô chú. Được rồi, chị Nhi chào đi, đúng nữa, chị Nhi chào đi. Dạ con, xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn, con mời mọi người cùng ăn. Con chào cô chú, anh chị. Không lần sau được vậy nha, phải nói rõ ràng nha. Rồi theo lượt đến lượt bố kìa. Chào cả nhà, mọi người nhà cùng ăn. Dạ Nhi chào kìa, con chào mọi người đi à. Ồ à. Rồi rót đi con, mở ra rót đi, mấy anh em rót đi. Mở chai một thôi con ạ, rót hết, uống hết, không mở, không có đây để uống hết. Thôi, đi tiền cho mình nhỏ trước đi. Wow, hơi bị sai lầm rồi nha các bạn ơi. Đúng là này, cái đĩa mà cuốn bún cho nó dễ. Đâu chắc cũng bỏ được mà. Thì thôi mà khỏi cuốn thì được. À, khỏi cần ấy. Em ăn chè. Em muốn bún rồi ăn nhá. Con tự cuốn. Trời ơi, tự cuốn được luôn á, tự cuốn được mới là lạ đấy. Con có mẹ. Mẹ cuốn cho mi nhá. Mi ăn xong hai nát mẹ đút cơm mi ăn nha. Lát nữa bồn bài đó lên cho màn hát, vừa hát vừa nhảy luôn chứ mình hát mài. Lát nữa bật lên nhảy hát để cho vui. Tôi nói đùa gì mà mẹ cứ đùa gì mà thật, đùa gì mà đùa. À con chấm hả? Đây, mẹ cho con chấm nha. Đây. Dính rồi. Rồi. Dính rồi, mất tiêu luôn. Đây là cái mắm em ngâm thịt luôn nha mọi người. Nó hút mắm không? Cái gì nó hút mắm? Không hút rồi hả?
ở đây mình lấy cho. Mẹ quấn nữa nhá, mẹ quấn cho em nữa nhá. Quấn cho em chậm nha. Mẹ quay cái điện thoại sao? Mẹ quay cái điện thoại qua bên này mà con bé nó bảo nó phải quay cả chị. Ăn đi. Ăn ăn giỏi đi. Quên mình chả giò nha mọi người. Chả giò với bún này. Nước của con đây thôi con. Em làm cái này làm cái gì? Món này luôn. Trắng quên. Giỏi quá. Cái chả giò mọi người, mình cuốn thêm bún rau ở chấm mắm ngọt. Vậy là có khách mỗi hôm chiều mùng 1 thôi. Còn lại đấy là gia đình đi chúc Tết rồi đi ăn cơm nhà ông bà cô chú lần nào. Về nhà cũng ăn chậm chậm mọi người. Vậy chứ đỡ tốn tiền mọi người ơi, ra Tết đây mua đồ mắc lắm. Chợ mùng 2 năm nay đã bán rồi. Mọi năm thì mùng 4, mùng 6 mới bán, năm nay mùng 2 đã có chợ rồi mọi người. Mà không đi mua, đắt đắt. Gấp 3, gấp 4 lần này thường. May mà cũng chuẩn bị khá khá đồ ăn đấy chứ không đi mua để cũng tiết tiền. Mọi người ơi, em xin dừng video ở đây nhé mọi người. Mọi người xem video mà thấy yêu mến gia đình em Vân thì cho em xin like, chia sẻ và nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nhé. Em xin chào. Chào mọi người, video tiếp theo.